Vâng, vừa rồi là những ghi nhận của phóng viên VTC14 về tình hình thời tiết và công tác chuẩn bị ứng phó với bão tại các địa phương dự kiến chịu tác động trực tiếp. Còn tại các địa phương khác thì dù mức độ ảnh hưởng thấp hơn, nhưng mọi công tác ứng phó cũng đã sẵn sàng. Sau đây là tổng hợp nhanh của VTC14. Sau hơn 2 ngày kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão, toàn tỉnh Thái Bình hiện có gần 1.200 phương tiện đang neo đậu tại các bến, trong đó có 26 phương tiện tỉnh ngoài vào trú tránh. Tuy nhiên, đến trưa ngày 18 tháng 7, tại tỉnh Thái Bình vẫn còn 16 phương tiện đang hoạt động trên vùng biển của tỉnh này. Ngoài ra, toàn tỉnh Thái Bình cũng đã di rời được hơn 1.000 hộ nuôi trồng thủy hải sản ven biển trên các chòi canh ngao và khu vực nguy hiểm vào nơi an toàn. Đến chiều nay, tỉnh Ninh Bình đã kêu gọi được 101 phương tiện tàu thuyền với 229 ngư dân trên tổng số 129 phương tiện tàu thuyền với 296 ngư dân vào bờ tránh trú bão an toàn. Tỉnh này cũng đã xây dựng phương án di rời các hộ dân ngoài đê biển Bình Minh 3, huyện Kim Sơn, các hộ dân ở khu vực lòng hồ đến nơi trú ẩn an toàn nếu có tình huống xấu. Các địa phương tiến hành tiêu kiệt nước đệm tại những vùng lúa mùa mới cấy, kiểm tra toàn bộ hệ thống đê kè cống, các hồ đập sung yếu, huy động và tăng cường các lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi bão xảy ra. Theo dự báo, cơn bão số 2 sẽ gây mưa to trên địa bàn tỉnh Yên Bái, có thể xảy ra tình trạng ngập, lũ quét và sạt lở đất tại các địa phương trong tỉnh. Nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản, các địa phương trong tỉnh tích cực rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân ở các khu vực ven sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Lục Yên, những nơi có nguy cơ sạt lở đất đá, ta luy ở thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, huyện Yên Bình, huyện Yên Bình và các khu vực mỏ, các công trình đang thi công và hệ thống an toàn hồ đập đê điều. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, đến thời điểm chiều 18 tháng 7, hơn 4.000 tàu thuyền với hơn 20.000 lao động của Nghệ An cơ bản đã về nơi neo đậu an toàn. Tỉnh Nghệ An đã tổ chức trực phòng chống lụt bão 24/24 giờ, nhất là tại các điểm sung yếu, rà soát các khu vực có nguy cơ cao lũ quét, lũ ống để sơ tán dân khi có mưa lớn xảy ra, kiểm tra đê điều hồ đập, đặc biệt là các công trình, đoạn đường đang thi công và khu vực ngầm tràn.